còn đặt thương là nốt phải hoa nang, tức là những cái nang mà có đặt thì thương nó cũng thành đến, nhưng đôi khi nó là ác tính. Cho nên cái vấn đề đặt ra là bây giờ mình đứng trước một cái nốt thì mình phải chọn được những quyết định là mình có nên làm ác ở đây hay là không, làm theo dõi. Dạ. Thì bây giờ cái nốt tuyến giáp thì mình gặp rất là nhiều ở Việt Nam, đúng không? Thì những cái nốt lành tính thông thường đó là những cái nốt đây mình thấy rằng là nó có tình trạng giặt nốt theo cái kiểu này, tức là mình Việt Nam mình thiếu iốt cũng nhiều, đúng không? Cho nên nó có rất là nhiều nốt và có những nốt không hóa nang đó. Thì bên cạnh đó cũng là nốt nhưng mà nó lại là nốt ác tính. Ví dụ như cái những cái ung thư thì thông thường nhất là mình gặp cái papillary carcinoma thì nó đến 70% của những cái nốt ác. Và như vậy thì nó có thể là nhiều ổ, nên đây là một trường hợp nó đa ổ. Cái dạng thứ hai nó là follicular carcinoma, thường nó là đơn độc. Đó. Như vậy thì mình nhiều khi một cái nốt giáp lành tính và một cái nốt ác tính thì mình phải phân biệt. Rồi tiếp đến là cái medullary carcinoma, cái thể này ít gặp, 5% thôi. Đó, và cái thể nữa là anaplastic carcinoma thì cái thể này nó rất là ác tính, đúng không? Thì dưới 5%. Đó. Và bây giờ mình có cái tổng quan gì là như vậy có ba cái dạng chính, một là carcinoma, hai là lymphoma và ba là sarcoma. Sarcoma rất hiếm, lymphoma cũng ít gặp và chủ yếu là cái ung thư carcinoma. Trong cái carcinoma này thì cái papillary carcinoma là 75%. Cho nên có một điều là mình đừng có ngạc nhiên là hầu hết cái kết quả giải phẫu vật của tuyến giáp là papillary carcinoma. Đó. Thì cũng nhắc lại về lưu ý về kỹ thuật. À, đây là một cái hình mà đồng nghiệp tôi làm chứ không phải tôi làm. Cho nên rằng là cái tuyến giáp thì nó nằm ở trên và nguyên một cái sân vườn mênh mông ở phía dưới để chúng ta nằm, nếu mà chúng ta cần nằm, đúng không? Như vậy thì nó quá thường, hiểu không? Rồi. Và như vậy thì cái kết luận của cái siêu âm này là nốt tuyến giáp và khả năng là lành tính. Đó là kết quả của cái nốt này. Đó, đó là đồng nghiệp của tôi. Cái đầu sâu cảm giác là 4 cm. Rồi đến khi tôi làm thì tôi thấy là cái nốt này cái bờ nó không có đẹp, đúng không? Khả năng có vi bôi hóa ở trong nốt đó. Đó. Và trên lá cắt ngang thì cái chiều cao này lớn hơn chiều ngang, đúng không? Và làm fna ra thì nó là một cái papillary carcinoma. Đó. Như vậy thì cái độ sâu khảo sát mình có cái máy cả hai người đều dùng một cái dòng máy như nhau, cái gì cả đội chuyên gia cả hai cái đều dùng máy như nhau ấy, đúng không? Đó. Nhưng mà như vậy là mình phải lưu ý về cái gì đó. Cái thứ hai là ngày xưa khi mà mới làm siêu âm thì mình cứ ước ao, mình cứ khát cao là ngày nào đó cái đầu dò của mình tần số nó càng cao càng tốt. Nhưng cao chưa đã là tốt. Tại sao? Các anh chị thấy đây là của một bệnh nhân. Cái hình thứ nhất là cái tuyến giáp nhìn không ra sao hết. Cái hình thứ hai, hình tuyến giáp đẹp hơn. Và xin thương nó khác nhau về tần số đầu dò. Bây giờ vậy thì cái hình thứ nhất tần số đầu dò bao nhiêu? Hình thứ nhất tần số đầu dò 15 MHz, hình thứ hai tần số đầu dò 8 MHz. Mình chọn cái hình đầu dò hình nào? Hình thứ hai, đúng không? Tại sao như vậy? Tại vì mình nên nhớ rằng là cái người này á, cái mô mỡ ở cổ này nó rất là dày. Mà mô mỡ ở cổ rất là dày thì lúc đó tần số đầu dò càng cao càng không thể gì. Hiểu ý không? Nhưng mà mình đâu cần đo mỡ đâu, mình cứ đặt cái đầu dò vô rồi mình thấy nó không rõ thì mình phải giảm bớt cái tần số xuống khi mà cái tần số nó quá cao. Đây, mình sẽ coi nó thay đổi nè. Đó, đó, từ 15 MHz mà xuống 8 MHz là lên 15 MHz, các chị thấy nó mờ mịt không? Đấy vậy. Như vậy thì tần số đầu dò cao nhất không có nghĩa là sẽ cho mình hình ảnh tốt nhất, đúng không? Càng cao thì mình khảo sát càng đông hơn chứ không phải là để cho nó hình ảnh tốt nhất đâu. Đó. Đây là một cái tổn thương. Mình làm 12 MHz mình thấy đây tổn thương có vi bôi hóa bên trong. Nhưng mà mình làm 9 MHz thì các anh chị thích cái hình 9 MHz này à, thích cái hình 12 MHz này. Thích cái hình thứ nhất, cái hình thứ hai. Tôi thích cái hình thứ hai hơn, đúng không? Tổn thương rất là rõ ràng. Nhưng mà hình thứ hai tôi xin thưa tôi làm với 9 MHz à, thì tôi không làm với 12 MHz. Tại vì cái tần số đầu dò của mình là đa tần số, đúng không? Vậy thì mình có quyền chọn lựa cái tần số nào tốt nhất.
Như vậy thì đầu tần số đầu nhỏ thích hợp để có hình ảnh tốt nhất thì không nhất thiết phải dùng tần số cao nhất, tùy ý việc đó. Rồi bây giờ đây là cái hình lát cắt dọc, cái chị lấy nếu mà làm tốt á, làm chị lấy vừa đủ cái tuyến giáp và một phần mô xung quanh thôi, đừng có lấy thêm, đúng không? Đây là lát cắt dọc. Còn trên lát cắt ngang các chị lưu ý một cái cấu trúc đừng có quên, đó là cái thực quản, nó nằm ngay cạnh trái, đúng không? Đó, đây là tuyến giáp và cái thực quản, cái thành nó đều như này, có thể có khí ở trong thực quản như thế này. Đó. Thế thì có nhiều khi ấy, là ở một nơi ngoài gửi vô chẩn đoán là nốt tuyến giáp và cuối cùng nốt giáp trái, cuối cùng nhìn cái hình đưa qua đề nghị làm FNA thì đến khi mình rà lại làm FNA thì chẳng thấy nốt gì hết trơn mà mọi, thì thực ra đó là cái thực quản, hiểu không? Đó. Rồi đây là một cái ca điển hình. À, bệnh nhân qua Nguyễn Văn Học về làm bệnh viện gia đình chẩn đoán là bên bệnh viện gia đình thì làm cho ACA 2018-15-17 thì chẩn đoán là một cái nhân giáp thùy sãi tai đáp 4, mình có 5 tai đáp thôi mà tai đáp 4 tức là làm ép bên đây đó. Đó là lần siêu âm thứ nhất của bệnh nhân này. À, hình thì không có rồi bởi vì hình scan nó mờ mịt hết. Thế đi qua bệnh viện tôi thì gặp một đồng nghiệp làm, đồng nghiệp tôi làm chẩn đoán rằng là một cái nốt 3-5-6 giới hạn rõ, hồi âm kém và có vôi hóa thô ở bên trong. Và đây là cái thực quản, đây là cái nốt. Và trên đây là trên lát cắt ngang và đây là trên lát cắt dọc, à cắt ngang cắt dọc. Đó, như vậy lần thứ nhất, như vậy lần thứ hai cũng chẩn đoán là một cái nốt mà có vôi hóa thô bên trong. Cái lần thứ ba thì tôi làm thì tôi thấy rõ ràng đúng là nó có một cái gì đó đây. Nhưng cái bờ này nó rất là rõ, nó rất là trơn lát, đúng không? Vậy thì tôi làm cái trò gì? Tôi nói chú em ơi nuốt miếng đi em. Đó, bệnh nhân nuốt một cái thấy gì không? Rồi nó là cái gì các anh chị? Nó là cái gì? Bệnh nhân nuốt một cái mình thấy những cái đốm vôi hóa thô nó chạy đi mất tiêu, có nghĩa đó là những cái bóng khí, đúng không? Rồi bóng khí nó nằm ở đâu, đúng không? Nuốt cái nó chạy mất tiêu rồi, nuốt đồng ý không? Rồi bây giờ mình coi nhà đang ăn ngà, nuốt chưa, nên chưa nuốt nhà đang ăn chờ nha, bây giờ nuốt cho nó nuốt và mình nuốt đó, khí nó đang chạy trong thực quản rồi. À, nuốt đi em, nuốt rồi, đúng nè, đúng. Đó, khi bệnh nhân nuốt một cái thì cái này nó chạy ra, đúng không? Như vậy thì mình phải biết bệnh lý một chút, tức là người ta có thể có cái túi thừa thực quản. Và như vậy thì cái túi thừa thực quản nó nằm thường hay nằm ngay cạnh cái thực quản vậy đó. Và khi bệnh nhân nuốt thì nó có thể chạy hết ở trong ra, đúng không? À, như vậy thì túi thừa thực quản đôi khi mình nhầm lẫn với một cái nốt tuyến giáp. Như vậy thì nó có phải là một cái nốt tai đáp 4 hay là một cái không cần phải làm gì hết, cái này không làm gì hết, đúng không? Dạ. Rồi như vậy là sau cái phần mà những cái rong ria, bây giờ mình vô cái phần loại tai đáp. Thì nhiều cái hiệp hội và nhóm nghiên cứu đã đưa ra khuyến cáo bằng chụp hút tế bào kim nhỏ. Ngày hôm nay các anh chị sẽ học cái bài đầu tiên là bài rát, thứ hai là tai rát và tiến ở đến phim này Quỳnh là mình học cái lai rát. Thì một số được đặt tên là tai rát dựa trên cái mô đồ của cái ACA bài rát cho tuyến vú. Thì bây giờ mình ngược dòng lịch sử trước 2002 thì tác giả Hàn Quốc là ông Kim đưa ra bốn dấu hiệu của siêu âm gợi ý ác tính. 2005 thì cái hội siêu âm Hoa Kỳ mới đưa ra 5 cái dấu hiệu. Như vậy là cái bốn lý bốn dấu hiệu vận tìm cộng thêm cái vai trò tưới máu của đốm len nữa là 5, đó là đến năm 2005. Đến năm 2009 thì một cái phân loại tai rát đầu tiên ra đời đó, thì cái này nó dựa trên 10 dấu hiệu siêu âm mà không ai áp dụng nổi hết, cho nên là cái phân loại đầu tiên để đi vào quy lãng. Đến năm 2011 thì phân loại Kim Jin Sung Quắc là cái này được dùng rất là nhiều cho đến những năm gần đây. Đó, cũng dựa vào bốn dấu hiệu siêu âm. Đó, thì cái này nó tương đối dễ sử dụng.
Thì cái phân loại của Di Sản Quốc này á, là đăng trên Radiology năm 2011, và Radiology là tạp chí rất là nổi tiếng của Mỹ, cho nên là cả thế giới biết là đã ứng dụng. Trong khi đó cái ông Jim Root này đó, ông mới đưa ra cái phân loại cái đáp mà nói là cho công bằng á, là cái này mới là 2 chứ không phải là 3. Là bởi vì cái ông Jim Root này ông đăng trên đường sang Radiology của Pháp trước cái phân loại của ông Di Sản Quốc 3 tháng. Mà người Việt khác người ta không quan tâm đến, đúng không? Cho nên là tìm và quên lãng và người ta biết đến sau. Và đây tôi phải mở mặt cái nhỏ ra là cái người Pháp á, không phải nói dấu nha, tạp chí nó không cho miễn phí các anh chị, cái củ quắc rồi cũng phải bắt mình mua. Trong khi cái thằng Mỹ á, cái thằng đế quốc á, cái thằng khối nhà đó là cứ sau 1 năm là nó miễn phí cho mình học cái gì, sau 1 năm mình lên và lấy cái bài. Còn anh chị nào mà cần bài á, mà cần bài mà nghiên cứu gì đó mà mấy cái số mới mà không có thì mail cho tôi sẽ cho bài gốc, làm tôi thì lấy được nhưng mà tôi không cho các anh chị biết đó. Thì đó, cái thằng đế quốc Mỹ thối ra đó là nó cho mình cứ sau 1 năm là nó cho mình lên trang web nó là lấy về thằng ấy học thôi đó. Đó là đến 51 là như vậy, là sau đó đến 2013 thì cái ông Jim Root này nè, được gọi là cái phân loại Root đó, nó được cải biên và có thêm vai trò của Jim Root rồi. Đến năm 2016 thì cái phân loại của Jim Root này được đổi tên thành phân loại Frank Tyrant, chính thức là người Pháp và ứng dụng luôn. Trong khi đó về phía Mỹ đó, thì năm 2015 đó, thì cái Hiệp hội Tuyến Giáp mới đưa ra cái gài lại. Và cũng năm 2015 thì Asia mới đưa ra cái thuật ngữ Asia tai rác, tức là cũng giống như cái Asia của tuyến vú, tức là người ta sẽ mô tả như thế nào đó. Rồi đến năm 16 đó là có cái cây tai rác, tức là của Korea, của người Hàn Quốc, họ đưa ra thì cũng dựa vào 4 người siêu âm mà cái cây tai rác cũng rất là dễ sử dụng. Đến năm tháng 4 năm 17 thì có Asia tai rác ra đời đó. Đến năm tháng 8 năm 17 thì cái brand Tyrant này được cải biên một lần nữa, và lúc đó nó trở thành Euro Tyrant. Như vậy là bên đây đến, và đến tháng 5 năm 19 thì có AI AC Tyrant, đúng không? Thì nhưng mà chung quy lại thì mình sẽ có, tôi sẽ đề cập đến hai cái chính là cái Asia và cái Euro Tyrant. Cho nên rằng là tôi cũng phải nhắc lại cái gì, là khi mà các chị làm chưa, các chị cho phân loại tai rác thì các chị phải ghi rõ là Asia hay là Euro hay là AI Asia tai rác, chứ không đề tai rác không không, hiểu ý không? Vì nói đề tai rác không không thì chẳng biết nhau nào, có mỗi ông mỗi một kiểu. Rồi bây giờ nhìn cái bảng này là thấy cũng hơi bị rối não rồi đó, cái bảng của ông Asia này thì các chị thấy rằng là lưu ý là nếu mình chỉ đọc cái dòng chính ở trên không mà không đọc cái bản phụ phía dưới là mình sẽ bỏ sót nha. Là bởi vì cái bản phụ phía dưới á, là nó có những cái, ví dụ như đây là những cái mà xác định rõ, còn có không phân loại được là nó không có nhét lên trên cho phía dưới này đó, thấy chưa? Cái nữa là cái mà không hoặc là sao ảnh sao đổi lớn này đó là nó cho không điểm. Nhưng cái nó có thêm một cái nữa là cái đốm hồi không có mà sao bạn nuôi trong dụng nhỏ nữa là nó là một cái phần riêng ở dưới à, thì tôi sẽ chuyển thành một cái bản dịch tiếng Việt và tôi sẽ cho những cái ghi chú nó lên trên rồi. Thì đây là cái bản dịch tiếng Việt. Thứ nhất là mình có 5 cái đặc tính mình đánh giá: thành phần, độ hồi âm, hình dáng, đường bờ và những đốm hồi âm dài. Thì 4 cái là mình chỉ chọn một thôi, mỗi đặc tính chỉ chọn một thôi, riêng cái đốm hồi âm dày là chọn một hoặc là hơn. Là giai đầu tiên, những cái nang hoặc là hầu như là nang, tức là cái phần nang chiếm trên 50% thì nó là không điểm. Thoái hóa nang dạng 1 điểm, không điểm. Vừa đặt vừa nang, tức là cái phần đặt trên 50%, 1 điểm. Nốt đặt hoặc gần như đặt, 2 điểm. Không thể xác định là cái này là 2 điểm, cái không đó là cái phần sau của anh chị, cái không là cái bản mới,
Tại vì sau cái này tôi sẽ có cái bảng mới. Không thể xác định là hai điểm. Rồi. Rồi. Về cái độ hồi âm thì người ta có hồi âm trống là 0 điểm, tức là đen thui. Hồi âm dày hoặc đồng hồi âm là 1 điểm, kém là 2 điểm, rất kém 3 điểm, không thể xác định là 1 điểm. Rồi. Cái màu tím này là không có bản nguyên gốc luôn các chị. Cái màu tím này á là cái dòng màu tím này là tôi lấy từ cái bản phụ phía dưới tôi đưa lên đó. Về cái hình dáng thì cái rộng hơn cao là 0 điểm, mà cao hơn rộng là 3 điểm. Nhưng mà người ta lưu ý nha, cái này phải đo trên lát cắt ngang và đo song song và vuông góc với trường chi trường, chứ không phải muốn đo như nào là đo. Bây giờ rồi tiếp đến đường bờ nhẵn không, không rõ không, bờ đa thùy không đều hai, tâm đến ra ngoài giáp 3 điểm và không thể xác định là 0 điểm. Những đố hồi âm dày là không hoặc không có đố hồi âm, hoặc là xào mạnh như trong chuỗi lớn, lớn hơn 1 mm là 0 điểm. Vôi hóa thô 1 điểm, viền 2 điểm, hồi âm dày lấm tấm 3 điểm. Nhưng ở đây tôi có một cái nhỏ mặt. Cái đố hồi âm dày này có thể có hoặc là không có xào ảnh đuôi sao chuỗi nhỏ. Bởi vì nếu xào ảnh đuôi sao chuỗi nhỏ là nguy cơ hành tinh. Như vậy là mình sẽ đẻ ra hai cái nghiệp xào ảnh đuôi sao chuỗi. Xào ảnh đuôi sao chuỗi lớn và xào ảnh đuôi sao chuỗi nhỏ. Được chưa? Đó. Rồi mình phải cộng điểm lại. À, mình xác định 0 điểm tia ra 1 hành tinh, 2 điểm không có nghi ngờ, như vậy là 0 điểm đến 2 điểm là không có làm gì hết. Còn 3 điểm nghi ngờ ít thì người ta sẽ SSA nếu trên 2.5, là 4 đến 6 điểm tia ra 4, SSA nếu trên 1.5 và trên lớn hơn hoặc bằng 7 điểm thì tia ra 5, tức là mình nhớ cái mốc nha, 4 đến 6 nha, và trên lớn hơn hoặc bằng 7, tức là trên 6 đó là tia ra 5 là nghi ngờ nhiều. FNA nếu lớn hơn hoặc bằng 1 theo dõi, nếu nó lớn hơn 5 ly. Nhưng mà thực tế ở Việt Nam tôi làm thì trên 5 ly hoặc là 4 ly mà nó nghi ngờ là tôi làm FNA hết. Rồi. Nó rắc rối như vậy, nhưng mà trên màn nó có một cái công cụ mình gõ vô cái thyroid calculator chúng con này thì nó sẽ, mình sẽ chấm điểm trực tuyến luôn, hiểu không? Tự nhiên mình cái tập tính thứ nhất là gì, thứ hai là gì, thứ ba là gì, mình ấy là tự động là nó sẽ cho điểm bệnh nhân đó và nó cho luôn cái thứ cáo mình làm luôn, hiểu ý không? Tức là mình mở cái công cụ này mình tập thì cái này nó có ở trong đó. Rồi. Thế nhưng mà đến tháng 5 năm 2019 thì trên cái tạp chí Radiology của Mỹ, người ta mới đưa ra cái AI về thyroid. Thì cái nào kia thì gọi là AI thyroid 2019. Thì người ta mới chấm lại điểm, cho nên nó sẽ có những cái khác biệt. Bây giờ tôi sẽ có một cái bảng để mà mình coi những cái khác biệt. Cái khác biệt thứ nhất á, thì người ta ghi chú là gì? Nang hoặc khoái hóa nang dạng bọt biển là nhận điểm không và không cần xét đến những cái đặc tính khác, hiểu không? Như vậy thì nếu mình thấy một cái nang hoặc là khoái hóa nang dạng bọt biển là mình cho luôn không điểm và chắc chắn lành tính, đúng không? Rồi giờ về thành phần thì cái vừa đặc vừa nang á thì Ethiopiadat 17 là 1 điểm thì giờ trở thành 0 điểm. Còn nốt đặc và gần như đặc á, là từ 2 điểm trở thành 3 điểm. Còn không thể xác định là 2 điểm bây giờ trở thành 0 điểm. Đúng không? Rồi. Cái độ hồi âm thì là hồi âm dày hoặc đồng hồi âm từ 1 điểm bây giờ trở thành 0. Cái không thể xác định là từ 1 điểm bây giờ trở thành 0 điểm. Đó. Về cái hình dáng á, thì cái này nó bị giảm điểm tê thảm. Cái cao hơn rộng trước đây 3 điểm, bây giờ còn có 1 điểm. Thấy không? Rồi cái đường bờ thì không thay đổi, đường bờ người ta không có sửa lại điểm. Về cái đố hồi âm dày lấm tấm thì người ta cái vôi hóa thô trước đây người ta cho 1 điểm, bây giờ cho luôn 0 điểm. Tức là nó là thế. Đó. Thì nó có một số thay đổi nhỏ như vậy và nó sẽ ảnh hưởng phần nào đến cái chấm điểm. Đó. Rồi cái cộng điểm lại thì nó cũng y chang như vậy, nó cũng quy định là 3 điểm là nghi ngờ ít,
4 đến 6 là vừa và lớn hơn 1,7 là nghi ngờ nhiều. Đó. Và mình cũng có một cái công cụ online, đây là công cụ online chấm theo cái AI. Đó, mình click vô đây thì mình sẽ online mình chấm điểm. Đúng không? Dạ. Thì bây giờ đó, đây là một cái nốt mà mình không thể xác định được cái thành phần của đội đó, bởi vì mình thấy nó nguyên một cái môi hóa, nó bao quanh như thế này. Ra ở bên trong mình không phát hiện, không thể phân tích được cái hồi âm của cái tổn thương này. Đúng không? Rồi, về đó là cái phần cái mình nói xong về cái API. Bây giờ mình sẽ đề cập đến cái bên phía châu Âu. Thì khởi điểm là cái trend này đó, tức là của từ ông Virus đó, năm 2016 đưa ra cái bản này. Thì tôi sẽ cho cái bản dịch tiếng Việt cho nó đỡ rối mắt ha. Bản dịch tiếng Việt thì gì ta, đất 1 là âm tính, tức là không có nốt. Đến đây đất 2 là lành tính, tức là những cái nang đơn thuần, nang có vết ngăn, nang thoái hóa nang và độc biểu, hoặc là môi hóa khô đơn độc, thế vào lành tính là đất 1. Tới đất 3 là khả năng lành tính, là nốt trên bộ dục, đường vừa đều. Về hồi âm thì nó đồng hồi âm hoặc là hồi âm dài, nó là lành tính, năng lành tính. 4A là nghi ngờ âm tính thấp, thì nó là những cái lành tính hết, chỉ có đặc tính là hồi âm kém. Như vậy là một cái nốt bộ dục, đường vừa đều và hồi âm kém thì nghi ngờ âm tính thấp, 4A. 4B là nghi ngờ âm tính cao, là nó có từ 1 đến 2 dấu hiệu nghi ngờ cao. Cho hai dấu hiệu là gì? Hồi âm rất kém, vi môi hóa, bờ đã cung hoặc không đều, hình dáng cao hơn rộng, độ cứng cao trên siêu âm đàn hồi. Thế như thế mà rất là nhiều cái dấu hiệu của siêu âm và vú nó giống nhau, đúng không? Rồi, ta đã năm rất nghi ngờ âm tính, là có từ 3 đến 5 dấu hiệu nghi ngờ, và hoặc là cái hiện diện hạch phổi nghi ngờ. Rồi, đó là cái phân loại ra đáp, nhưng mà mình chỉ qua thôi, là bởi vì giờ trong cái phân loại này thì người ta có thể dùng đến cái đàn hồi. Đó. Bây giờ dùng đến cái 57 thì sau khi Asia Tyrant thì nó có phân loại của European Tyrant, tức là từ cái brand Tyrant nó chuyển qua cái này. Thì lúc này ông này ông đặt tên là AR, AR chắc là lấy cái động đó, rút đó. Thì AR1 bình thường là không có tổn thương. AR2 lành tính là hồi âm trống, tức là cái nang hoặc là hồi âm dạng một biệt. AR3 là nghi ngờ âm tính thấp, là hồi âm dày hoặc là đồng hồi âm. AR4 là nghi ngờ âm tính vừa, tức là nốt hồi âm kém. AR5 là nghi ngờ cao, có từ 1 đến 4 dấu hiệu nghi ngờ cao. Nghi ngờ cao là gì? Hồi âm rất kém, vi môi hóa, bờ không đều, hình dáng cao không rộng. Như vậy thì ở đây có khái niệm rất là quan trọng là hồi âm kém và hồi âm rất kém. Bây giờ nếu mà kém thì nó là vừa, nhưng mà rất kém thì nó lại là nghi ngờ âm tính cao. Và rõ ràng cho đến bây giờ nếu mà mình so sánh giữa cái Asia và Euro thì mỗi cái nó đều trên 5 cái hết và không có BT gì hết, không? Nhưng mà rất là đơn giản. Thì cái hồi âm kém là kém hơn mô tuyến giáp tuyến cập, còn hồi âm rất kém là kém hơn cơ ở vùng cổ. Mình phải phân biệt giữa hai cái kém và rất kém này. Tiếp đến là vi môi hóa, tức là tốn hồi âm dày, bóng lưng không có mà có thể có sợ lấp lánh. Ngưỡng kích thước để làm FNA đối với cái phân loại Euro này đó là AR3 đó là trên lớn hơn mặt 2 cm, AR4 lớn hơn 1.5 và AR5 là lớn hơn vòng 1. Đó. Và ngưỡng kích thước để làm cái đây là ngưỡng kích thước để làm cái FNA ở trên cái DR. Thì nhìn chung hai cái bản này nó người khuyến cáo nó giống nhau, tức là đều trên 1. Những cái nghi ngờ cao là người ta trên 1 người ta mới làm. Nhưng mà ở thực tế tôi làm thì có những cái 4mm là mình làm ra nó dương tính là ung thư được anh chị. Cho nên là trên 4mm mà mình thấy rõ là mình làm. Thì lưu ý là cả Asia và European Tyrant đều không đề cập đến vai trò của siêu âm nước nè và siêu âm đàn hồi. Anh chị thấy không? Anh các bạn đâu có đề cập đến đâu. À. Và bây giờ mình nhận biết những cái đốm hồi âm dày lắm tâm. À, thực sự thì cho bản thân tôi thì cho đến những cái tháng gần đây tôi mới nắm rõ hết cái vấn đề này. À, là bởi vì nó có quá nhiều thứ. À, thì bây giờ tôi sẽ đề cập cụ thể từng cái một. Cái môi hóa nó hiện diện trong khoảng 30% đốm giáp, có thể là môi hóa khô, thì đó là những cái đốm hồi âm dày và có ống lưng thường đến trên 1mm và nó có ống lưng, nó lành tính. Cái thứ hai là môi hóa dạng viền,
thì nó là một cái viền quanh cái tổn thương và có thể lành hoặc có thể ác, có thể là vi bôi hóa. Vi bôi hóa là đốm hồi âm dài dưới một cái bề rộng của nó dưới 1 mm, không có bóng lưng, có thể có nhỏ lấp lánh, thường đó là ác tinh. Còn có một cái dạng nữa là những cái đốm hồi âm dày có tạo ảnh đuôi theo chuỗi, thì cái đốm hồi âm dày có tạo ảnh đuôi theo chuỗi là có thể làm là ác. Bây giờ đây là cái đuôi theo chuỗi, đúng không? Đó, thì trên siêu âm tại sao nó có, thì khi mà cái đường dây siêu âm nó gặp hai cái bề mặt gần nhau nó tạo cái phản ứng rất nhiều lần thì nó tạo ra cái tạo ảnh đuôi theo chuỗi đó. Rồi, và thông thường là mình gặp là những cái cấu trúc vô vậy. Thì cái câu hỏi rất là lầm lầm đặt ra là bây giờ tôi hỏi các anh chị là mình đo tạo ảnh đuôi theo chuỗi là mình đo ngang hay đo dọc, trả lời được không? Khi trước đây khi mà tôi đọc đến tạo ảnh đuôi theo chuỗi lớn thì tôi cứ hình dung là mình thấy một cái đốm hồi hóa dày, đốm hồi âm dày như vậy thì mình cứ đo ngang ra, đo được kính ngang ra thôi, đúng không? Dạ, thì thường thật lắm. Bây giờ mình phải mở cuốn sách ra mình coi là trong cái nguyên bản của cái Ishida thì nó viết là gì. Cái tạo ảnh đuôi theo chuỗi lớn là cái đốm hồi âm dày mà nó có hình ảnh diễn V như vậy nè, và lớn hơn 1 mm deep to lung, tức là sâu xuống, đó sâu xuống chứ không phải đâu nè, hiểu không? Đó, như vậy là cái này tôi phải lấy nguyên bản ra để khỏi nói là tôi tình chế ra nha. Như vậy là phải đo sâu, đo cái cái chiều sâu, đo cái đuôi nó dài bao nhiêu đó. Đó, dạ. Như vậy thì để chính xác là mình đầu tiên mình phải phóng to cái đuôi ra, phóng to cái hình ảnh nó lên, rồi sau đó mình phải đo. Đó, thì nếu mà lớn là khi mà cái bề dài của cái đuôi này nó trên 1 mm, còn nó gọi là nhỏ khi nó dưới nhỏ hơn bằng 1 mm, thì cái lớn hơn hoặc bằng một lớn hơn 1 mm là lành tính, còn cái nhỏ này là khả năng ác tính. Đó, đây là một cái mình phóng to lên, mình đo, mình sẽ đo như thế này, đúng không? Cái này là được 1.2 mm, đây là tạo ảnh đuôi theo chuỗi lớn 1 mm. Đó, rồi bây giờ tôi sẽ phân tích ý nghĩa của nó. Thì những cái đốm hồi âm dày lấm tấm, bề ngang lớn hơn 1 mm à, và có bóng lưng thì nó là bôi hóa thô, thường lành tính. Cái bôi hóa viền, rồi bây giờ tôi sẽ có, bây giờ mình có những cái như thế này. Đầu tiên mình sẽ phân tích từng cái một. Bây giờ tôi sẽ đề cập đến cái bôi hóa thô. Đây là một cái tổn thương và cái bôi hóa thô nó có bóng lưng, thì cái này người ta xin thiết ra nó là lành tính. Rồi tiếp đến là bôi hóa viền, thường nó lành tính nhưng mà nếu nó phá vỡ vào bao thì có thể ác tính. Bây giờ mình vô một cái bôi hóa viền, đây là một cái nốt và như vậy nó bôi hóa viền, cái này người ta cũng xin thiết là lành tính. Dạ, đây là một cái trường hợp tôi thấy rằng là nó bôi hóa viền nhưng cái chỗ này nó lại phá vỡ cái viền nó ra đó, cho nên cái trường hợp này là tôi quyết định là M&A. M&A ra thì nó nghi ngờ là casino, đúng không? Nghi ngờ như vậy là có, nó phù hợp với cái nghĩ của tôi, nó là một cái ung thư. Thế nhưng mà sau khi mổ ra, cắt toàn bộ miếng giáp ra, nó trả lời là một cái colloid neuron, tức là một cái nốt lành tính. Thế thì bây giờ mình tin ai? Cái này tôi cũng chịu thua là bởi vì mình đưa qua dạy một mình nó làm, thì nó trả lời sao mình biết vậy, đúng không? Chưa hết đâu phải gì, một cái gà khác. Đây cũng là một cái bôi hóa viền mà tôi nghĩ nó có phá vỡ vỏ bao. Đây, vị trí này. Và tôi cũng làm M&A. M&A ra thì nó trả lời lành tính. Nhưng lâm sàng thì nó thấy tôi tả phá vỡ vỏ bao thì nó vẫn quyết định mổ. Mổ ra nó là một cái papillary carcinoma. Nói này thấy búi rối rồi. Thế nó vui rối rồi. Thành ra rằng là đừng có tưởng mấy ông giải phụ huynh là cha thiên hạ nha, mấy ông nói nhiều khi cũng đào lao đó. Mà cái này đâu phải là Việt Nam y mình đọc không, cái này gửi qua tận Thái Lan, mà cái năm này là nó được công nhận là mấy cái tiêu chuẩn luôn,
cái gì hiểu ý không? Tức là phòng lách chuẩn nó đặt đó, là còn gì đó, hiểu chưa? Cho nên rằng là mình nhìn cuộc đời nó tối tối thôi, đúng không? Nếu mình muốn lấy thằng chồng hoàn hảo, đẹp trai con nhà giàu học hỏi thì tốt nhất mình phải giá, đúng không? Rồi đến một ngủ rồi hai giờ mình học tiếp mà không chuyện có thể đến nha, đó còn lách chuẩn nó làm đó. Rồi bây giờ một cái trại mà anh đưa trong chổi lớn như thế này, có nghĩa là lành tính đây nè, cái khoảng cách là 2.5 mm, là đây những cái chậu ảnh này nó dài phải chừng 2 đến 2.5 mm đó. Đây là tôi lấy cho một cái tài liệu người ta đo đó, là cái đo là 2.8 mm, 2.08 mm, thấy không? Cái này nó cũng lành tính đó, cái này là chắc chắn lành tính, đúng không? Dạ. Bây giờ đốm hồi âm dày giấm tấm bề ngang dưới một ly, không có bóng lưng, nằm trong quần đạp, không có đuôi trong chỗ thì mình gọi nó là vi bồi hóa, và thường nó là ác tinh. Đây, những cái vi bồi hóa nó là ác tinh. Rồi thì mình sẽ gặp nhiều trong cái bài. Những cái đốm hồi âm dày giấm tấm bề ngang dưới một, không bóng lưng, nằm trong quần đạp, có chậu ảnh đuôi trong chỗ nhỏ, tức là bề dài của cái đuôi trong chỗ nó dưới một ly, thì cái này nó lại là thường ác tính chứ không phải là lành tính. Đó, đây là một cái đuôi sao chổi nhỏ, đây là mình đo cái bề dày như này, không, nó là 0.07, thì cái này nó là một cái papi là việc cạnh sinh hồn, đúng không? Như vậy là sao ảnh đuôi sao chổi nhỏ nó sẽ là ác tính nếu nằm trong cái phần đặt, nó lành tính nếu nằm trong nang hoặc phải nó nang vào một điểm. Đó, bây giờ đây là một cái nốt, à cái nốt cái hình ảnh này tôi thì mở ngoặc nói một chút, tức là ở trong khoa tôi anh em làm trường đốt ra, rồi nhiều khi làm cái động mạch cảnh nó không hợp lý, có một ngày nọ tôi mới tập hợp hết anh em lại nói vô đây thì này huấn luyện lại một lần nữa để làm cho nó chuẩn, chứ không người ta cười rồi vô bệnh viện mà làm lý quá trời tiền mà kết quả ra sao. Thì tôi mới gọi một cái cô bé kỹ thuật viên, cô bé này nó mới làm được có mới làm được có nửa năm, con lên nằm đi, con làm mua đồ để làm, nó làm cái động mạch cảnh, hiểu không? Huấn luyện cho anh em làm cái động mạch cảnh cho tự nhiên của cho con, không có cái nốt viên giáp này bác thấy thì như nó đẹp gái lắm à, là thôi thì bác làm cái con luôn. Rồi mấy ngày sau nè nó ra ép lên đây, bởi vì nhìn thấy ác không, ác rồi đó, tại sao? Thứ nhất còn kém không? Có bị bồi hóa không? Có giờ đuôi theo chỗ nhỏ không? Đúng không? Đó, rồi cái này đo ra là bao nhiêu, cái này nó ép ở đây ra là nó là một cái papillary carcinoma. Rồi sau đó cắt giáp tám phần ra, cắt nửa, cắt một bên nha. Đây là một trường hợp khác. Như vậy thì trong cái đặt này nó có bị bồi hóa và có những cái tạo ảnh đuôi theo chỗ nhỏ thì đó là ác tính và vì là điều đặc biệt. Như vậy thì nhắc lại nha, đừng có nghĩ trước đây trong đầu mình cứ thứ nhất là sẽ sai trong cách đo cái đuôi trong chỗ, đúng không? Không biết đo như thế nào. Nhắc lại nha, bây giờ đúng là phóng to cái hình lên, đúng không? Thứ hai là đo cái chiều dài của cái đuôi, đúng không? Trên 1 cm lành tính, nhưng mà dưới 1 cm thì nếu mà dưới một mà nếu mà nó nằm trong nang có thể là vừa lớn vừa nhỏ thì nó là lành tính. Nhưng nếu mà nó đưa sang chỗ nhỏ dưới 1 cm, dưới 1 cm mà nó nằm trong phần đặt thì coi chừng là ác tính. Rồi bây giờ ủa sao mình nó nhảy qua cái này, rồi bây giờ mình có những cái, đây là cái thoái hóa nang và một viện, thì nếu thoái hóa nang và một viện thì mình bất chấp những cái khác, hiểu không? Anh đã dặn rồi, thoái hóa nang màu viện zero, nó có nuôi theo tuổi dài ngắn gì mặc kệ, đúng không? Nên những cái đốm hồi âm dày lắm tấm sao bạn nuôi theo tuổi mặc kệ đó thì cái này chắc chắn là lành tính, đúng không? Thì ra bởi vì nhiều khi lâm sàng người ta bắt làm, người ta bắt mình làm mấy đây thì nó ra là một cái lành tính. Rồi đây cái nuôi theo tuổi nhỏ, cái này cũng lành tính, đúng không? Đó, và cái này là một bác sĩ khác đề nghị tôi làm FAD, nhưng mà tôi làm cái nốt, cái này có gì đâu mà phải làm, cái nốt này
rõ ràng tả là cái nốt hồi âm kém và có vi bôi hóa, nhưng mà làm rõ ràng là hồi âm này là hồi âm trống, cái bờ cái thành này nó rất là nhạy đó, nó là cấu trúc nang, và những cái này là những cái vừa hồi âm đưa cho người nhỏ và lớn, cái này chắc chắn là thành tính rồi. Đó, như vậy thì nhắc lại mình tổng kết lại là gì, bôi hóa khô lành tính, bôi hóa viền có thể ác tính, mà vi bôi hóa ác tính, hồi âm dày lấm tấm có trò đưa cho chỗ khác nhỏ ác tính, còn nó nằm trong nang hoặc là nang với hóa nang là một điểm thì lớn hay nhỏ gì nó cũng là lành tính hết. Còn có những con tổn thương vừa bôi hóa khô vừa vi bôi hóa thì thường là ác tính, cái này trong cái duyên trong quá người ta đã đề cập rồi. Bây giờ mình xong cái phần của cái bôi hóa đúng rồi anh tâm về tấm tấm. Bây giờ mình trở lại tiếp cái nhập biết cái xâm lấn ra ngoài giác. Như vậy thì các anh nhớ là các chị nên nhớ là đánh giá cái vi bôi hóa rất là quan trọng. Đó là ngày xưa khi mà Diên Trung Quốc các bạn không loại Diên Trung Quốc thì đề cập đến bôi hóa khô và vi bôi hóa thôi. Nhưng mà đến Asia là người ta đưa ra cái khái niệm đốn hồi âm về đấm tấm, và đến nay tôi đã phân tích rất là kỹ rồi, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ ứng dụng là cái đốn hồi âm về đấm tấm chứ không nói vi bôi hóa. Vi bôi hóa nó chỉ nằm ở trong một phần của nó thôi. Bây giờ một cái mình gái chưa là mình phải nhận biết trong đến các ngoại giác, đúng không? Thì khi nào mình biết thì đây rõ ràng là cái bờ của tuyến giác là nó có viền hồi âm dày nó bao quanh, thì đây là cái tổn thương nó nằm và cái viền hồi âm dày nó đến đây nó bị ngưng lại, bây giờ mà cái tổn thương rất rõ nó bờ nó không đều, nó có bôi hóa vừa bôi hóa khô vừa bị bôi hóa vì bôi hóa bên trong, thì cái xâm lấn ra ngoài giáp là cái dấu hiệu rất là chắc chắn của nó ác tính mà là dấu hiệu trên người không tốt. Như vậy thì nhận biết rất là đơn giản, cái viền hồi âm dày bao quanh nó bị đứt lại thôi. Rồi bây giờ nhận biết cao hơn rồi, đúng không? Rồi bây giờ theo quy ước của Asia này đó, thì mình đây là một cái lát dọc, đây là lát cắt ngang đó, mình đo như thế nào đó, cái gì đo theo cái thứ nhất hay cái thứ hai, theo cái gì đo cái thứ nhất hay cái thứ hai, cái thứ hai, cái thứ hai. Vậy như cả hai cái này đều sai hết, là bởi vì người ta nói đo theo lát cắt ngang thì đồng ý là cái thứ hai là lát cắt ngang, nhưng cái thứ hai này đo không chuẩn. Đo như thế nào? Người ta bảo là đo song song và vuông góc, chứ không có được là đo theo cái trục lớn nhất, đúng không? Như vậy thì mình sẽ đo vuông góc đúng như thế này. Đó, đây là đo theo quy ước. Như vậy thứ nhất là đo theo lát cắt ngang, cái thứ hai là đo vuông góc và song song, chứ không có được đo theo cái trục lớn nhất. Rồi bây giờ nhận biết cái hạch cổ di căn. Thế nào là hạch cổ di căn? Thì đầu tiên là mình phải nhận biết cái level của hạch, người ta chia ra thì đối với hạch di căn tuyến giáp quan trọng nhất là đây là cái cơ ứng tâm trục này, đúng không? Thì nó là nhóm 3 ở đây ở trên, nhóm 4 ở dưới này, thì cái nhóm 3 và nhóm 4 là mình rất là hay gặp cái hạch của tuyến giáp hay di căn, còn một số ít là cái nhóm 6 là nó nằm ở phía trong trong cái đường giữa này đó, 3, 4 và 6. Rồi thứ nhất là vị trí, cái thứ hai á là ung thư bên nào hay di căn bên đó, đúng không? Rồi cái thứ ba là bây giờ những cái dấu hiệu, thứ nhất là trong cái hạch nó có vi bôi hóa, cái thứ hai nó có thể nang hóa một phần, cái thứ ba là tứ máu ở ngoài vi của hạch, cái thứ tư là hạch nó hồi âm dày, cái thứ năm là nhãn tròn. Đây là năm cái dấu hiệu dẫn đến là hạch di căn của đường tiêu hóa đó. Nhắc lại level 1, 3 và 4 tức là dọc theo tương tướng, tức là phía ngoài bộ thế là mặt cạnh chung đó là cái vùng này. Thì đây là một cái hạch di căn, mặc dù nó một phần bị bồi dụng nhưng nó có vi bôi hóa bên trong, còn cái hạch này nó mất rốn hạch và nó có nang hóa một phần, còn đây là một cái hạch nó hồi âm dày và đây là một cái hạch nó tưới máu lan tỏa. Bốn cái hạch này đều là cái hạch nghĩ đến hạch di căn của chúng ta. Trường hợp tương tự, đây là một cái hạch nó bị nang hóa một phần, đúng không? Cái hạch này nó trở nên tròn, nang hóa một phần, có bôi hóa bên trong, còn cái này hạch tròn có vi bôi hóa, thì đây là những cái hạch bị di căn của trung gian.
Dạ. Bây giờ mình đề cập đến vai trò của sư ông Đốc Lan. Trong sư ông Tiến Vũ thì sư ông Đốc Lan màu còn giá trị không? Cái này mình học có không? Có. Bây giờ mình coi cái giá giờ người ta bọc xài không? Người ta làm một cái nghiên cứu đăng trên Radiology. Đây là một cái tạp chí uy tín cho nên rằng là mình lưu ý mới được đăng. Không? À, tưới máu trong nốt thường thấy ở nốt lành tính và không tưới máu trong nốt lành thường thấy ở nốt ác tính. Nghe thấy nó cũng hơi có lộ tài. Rồi trong một cái bài báo được đăng ở trên tạp chí siêu âm của Hoa Kỳ tháng 1 năm 2017, và cái bài này được báo cáo ở Chicago trong cái hội nghị RSNA 2015, thì người ta nói rằng là ông này ông kết luận là phần lớn nó đã tính thấy trên siêu âm này không có tương ứng trong nốt. Nghe không? Có tỉnh táo này nghe không? Tỉnh không? Như vậy là đang tôi đang nói ngược á. Rồi. Và những cái nghiên cứu gần đây người ta thấy rằng là sự hiện diện của tưới máu trong nốt không có ý nghĩa trên lực nguy cơ ác tính, và đằng siêu âm rất là không đóng góp thêm giá trị so với trắng đen đơn thuần. Tóm lại không dùng màu nữa. Đối với chuyên gia chú thì còn dùng, giác không dùng nữa. Đó. Nhưng cái đốt đen còn có giá trị trong tưới máu của hạch phổi dương vật, đúng không? Đó. Rồi như vậy là nó vẫn còn nhưng mà đánh giá hạch phổi thôi. Rồi bây giờ mình nói đến cái anh đàn hồi. Cái anh đàn hồi thì người ta thấy rằng là cái siêu âm đàn hồi hữu ích ở nốt tuyến giáp cái chẩn đoán tế bào nghi ngờ hoặc là không có kết quả, cũng như nốt có hình ảnh không hiển thị. À. Mặc dù nó là một kỹ thuật hứa hẹn nhưng mà trong ACI Đài Đắc năm 2017 là người ta không đưa vô, là bởi vì cái mục đích người ta đưa ra cái bản phân loại này là để phổ cập mà nó không có cạnh trên nhiều máy cho nên người ta không có đưa vô. Dạ. Bây giờ như vậy thì nó có giá trị, thì bây giờ mình sẽ dùng trong cái đàn hồi có hai cái cũng giống như tuyến vú là biến dạng mô và trong biến dạng. Tuyến dạng mô tức là đàn hồi định tính, tức là mình cũng dùng cái năng điện 5 của Sukuma. Thực ra người ta dùng thêm năng điện khác nhưng mà tôi thì cái cuộc đời nó phức tạp rồi cho nên tôi thấy cái gì mà nó đơn giản được thì tôi cũng ráng đơn giản, đúng không? Cho nên là tôi vẫn phái theo cái Sukuma thôi, và cái này cũng được tổng hợp của cái vô bùng. Thấy không? Cái hồi siêu âm thế giới người ta chấp nhận 86% các chuyên gia là động vật là dùng cái năng điện Sukuma của tuyến vú dùng cho chuyên gia. Và cũng lấy điện 4 và điện 5 là tiên lực ác tính cao, đo nhạc và được chuyên biệt khá là tốt, đúng không? Rồi, như vậy thì cũng tương tự như tuyến vú thì tôi cũng rất là hay đo cái video cái cứ đo kép. Thì nếu mà nó bằng nhau giữa đàn hồi và trắng đen thì nó là một điểm, nó bằng một thì nó là Sukuma 4, tức là có ý nghĩa ác tính. Còn nếu mà đàn hồi mà nó lớn hơn trắng đen nữa thì càng có nguy cơ là nó là Sukuma 5. Bây giờ rồi thì theo cái guideline của vô phương người ta mới nói rằng là đàn hồi có thể dùng kết hợp với vi mốt để tăng độ chuyên biệt. Đó, và mình cũng có một cái đàn hồi bán định lượng, tức là cái chỉ số căng, thì cái này căng giữa nhu mô và nốt. Đó, còn nếu mà cái nốt nó bự quá không có cái nhu mô để so sánh thì người ta lấy cái căng giữa cơ và nốt. Đó. Thì đây là giữa nhu mô và nốt thì cái trend ratio đó, thì theo cái vô phân thì người ta cũng không đưa ra một cái giá trị nhất định, mà vô phân chỉ ghi như thế này thôi, và giá trị ngưỡng là 4.22 thì độ nhạy nó 81.2 thì ta được phân biệt như thế này, còn giá trị ngưỡng là 3.79 thì độ nhạy nó là 98 và độ phân biệt là 85. Đó. Thì thông thường bây giờ là tôi lấy giá trị ngưỡng là 4. Đó. Tí nữa tôi sẽ có cái bảng cho mình dùng. Đó. Thì cái đàn hồi trend elastro này nó kết hợp với 2D để cải thiện độ tiêu biệt của siêu âm. Đó, 2D. Thì người ta khuyến cáo là mình nên theo cái chỉ định chất lượng đàn hồi, thường là tôi nhấn là nó phải lên hết cái bạch đó. Đó. Thì nó sẽ tương đối chính xác. Cái thứ hai là mình nên làm trên lát cánh dọc, bởi vì cái vú thì không sao, vú thì nó không có bị cản gì hết, nhưng mà mình làm tuyến giáp hay bị cái trục giáp, thì khi mà nếu mình làm lát cánh ngang á là thường cái lực đè nó không có đều, nó hay bị vướng cái trục giáp, cho nên mình xoay lát cánh dọc là đó. Đó là cái đây là 100% các chuyên gia người ta đồng thuận.
nên làm cho nó dọc. Cái nữa là cái roi mình mở lớn nhất có thể. Rồi thì cái mà tôi dùng đến giờ là tôi lấy, nếu mà cái giá trend ratio dưới 2 nó là mình trên 4 nó là bị đánh áp. Đó, đây là một cái trường hợp. Đó, cái trend này nó là 8.2 mấy nè, đó, đó giữa cái nhu mô và cái nốt nè, cái này gợi ý ác tính. Đó, còn cái trend ratio này nó là 1.25, cái này là lành tính. Đó, cái trend này là 7.05, đây là một ác tính. Đó, ở đây là một cái trường hợp, một cái nốt. Đó, nó nằm cũng cạnh thực quản đó, nhưng mà đây là cái nốt chứ không phải là cái túi thừa như lúc nãy, đúng không? Mình làm như vậy thì sau đó mình cũng làm cái thứ nhất là mình đo cái đuo, thì cái này nó là bằng một, hai trắng đen và đàn hồi nó bằng nhau, tức là trung qua 4. Còn cái strength video này nó là 3.4, tức là dưới 4, tức là mình sẽ không đánh được. Thì cái này mình vẫn dựa vào cái đặc tính của Sibon và đàn hồi, thì mình làm cái bên đây, thì cái này nó là một tổn thương hạng tính. Đó, đó, cái tổn thương này mình thấy không? Đó, tương đối, nhưng nhắc lại là mình phải mở cái roi hết mức, không, mình không có là dùng cái roi nhỏ như này, mở lớn ra thì nó sẽ cho kết quả chính xác hơn, đúng không? Đó, thì mình có hai cái. Thứ nhất là mình đánh cho cái đua chuột, thì rõ ràng cái này là nốt mềm, cho nên cái này trung qua 2 thôi. Rồi tiếp đến là mình dùng cái radio này. Cái radio này là 4.2, đúng không? Như vậy là nó lại là một cái nguyên tơ ác tính. Thì cái này mình ép bên đây ra, nó là một cái papillary đặc trưng hồn. Như vậy là riêng trên cái tràng hồi định tính này á, là mình có hai cái. Thứ nhất là mình đo đua, cái thứ hai là mình dùng cái radio này. Thì cái nào mà ấy thì mình sử dụng. Thì trong trường hợp này, cái duo thì nó làm tính, nhưng cái trend ratio nó lại là gợi ý ác tính. Cái này nó ở đây là ác tính. Đó, đây là cái tòa ảnh PGA để nhận biết cái nam, y chang như nam tuyến vú rồi đó. Đó, đây là một cái trường hợp mà một cái bác sĩ khác đề nghị FNA. Đó, thì nói là cái nốt đặc và có đốm hồi âm dày. Đó, thì khi tôi coi lại thì tôi thấy là đúng là nó có lần cận đốm hồi âm dày đây, nhưng mà đốm nó có phải là nốt đặc hay không, và đề nghị qua FNA. Thì khi trước khi làm FNA thì tôi mới làm lại. Đó, tôi thấy ủa giống như có thiếu máu, nhưng mà mình nên nhớ rằng là cái nốt này nó rất nhỏ và cái đầu dò của mình nó có bề dày. Đến khi mình làm màu nó vẫn có màu, nhưng mà thực ra màu là của những cái mô kế cận. Cái gì hình dung đâu, cái gì đừng nghĩ là cái đầu dò mình như con dao, nó phải nó nguyên một khối, cho nên nó thì sẽ bị gọi là vô luôn bạc hen theo tiếng Pháp của mình, tiếng Việt mình không biết là sao, tức là những cái kế cận nó chồng mình vô, hiểu không? Đó, thành ra là không có thiếu máu đâu. Tôi sẽ làm cái siêu âm đàn hồi. Đàn hồi tôi thấy bị già, chắc chắn đây là một cái nàng. Thế nhưng không? Chắc chắn đây là cái nàng, không có em này đầy gì hết á, đúng không? Đó, nó là một cái nàng. Như vậy thì mình sẽ ứng dụng vô trong những cái trường hợp cụ thể như thế này. Đó, thì đồng nghiệp đề nghị ép ở đây, nhưng mà tôi nói cái này nàng tôi không làm. Rồi, bây giờ mình làm đàn hồi sóng miếng dạc. Đàn hồi sóng miếng dạc thì mình sẽ làm siêu quay. Thì cái foil siêu quay và hai viên siêu quay đều có giá trị hết, trong đó sinh ra hết. Thì cái roi á, mình đặt ở bên trong, bên trong nốt mà tránh cái vùng chứa dịch hoặc là vôi, và đo từ 5 đến 10 lần và lấy giá trị trung bình. Đó, thì lại nói về ứng mềm, thì lúc nãy mình thấy rằng là cái nào không có ngoại lệ, vú vú mình có ba cái ngoại lệ. Thứ nhất là mucinous, thứ hai là papillary, và thứ ba là pilot, chứ mà đều có thể mềm hết, đúng không? Chứ đâu phải là cái ung thư nào cứng đâu. À, rồi, còn cái bướu tuyến giáp cũng vậy, hầu hết bướu giáp thị nhú là cứng, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy bướu giáp thể nang nó là polypolar, là khi nó có thể mềm chứ không. Nhưng mà chưa mà mình chẩn đoán được cái nốt nó lành hay ác là mừng lắm rồi, chứ mình làm gì chẩn đoán được mức độ nó là cái tế bào gì, đúng không? Bây giờ cho nên rằng là có thể nó là mềm nhưng mà nó vẫn là ung thư, đó là bướu giáp thể nang. Cái tỷ lệ 44% âm tính giả với follicular carcinoma khi làm siêu âm đàn hồi là được ghi nhận. Rồi, cái bướu giáp thể tủy tức là medulla carcinoma công nghiệp hóa và
hoặc là những cái di căn biểu nháp cũng có thể về. Bây giờ rồi cái bướu nháp và cuối cùng người ta kết luận là gì, bướu nháp mà không phải là papillary carcinoma thì có thể mềm khi làm siêu âm lần một, và cái này được 100% đồng thuận. Rồi cái giá trị ngưỡng, cái vấn đề ác ôn là cả bướu và nháp đều chưa có giá trị ngưỡng hết. Bây giờ nó rất là thay đổi từ 2.4 cho đến 4.7 hoặc là từ 17 đến 60 mấy kilopascal đó. Và về kỹ thuật thì có khi là nó đo không có được à, bởi vì khi mà nó cứng quá đó thì là nó sẽ ít như này, tức là nó mình biết nó rất là cứng đó. Và đây là một cái bảng người ta liệt kê lại à, thì thứ nhất là với một cái máy chuyên biệt thì cái giá trị ngưỡng đã không rõ rồi. Cái thứ hai nữa là nhiều máy khác nhau và nhiều kỹ thuật, và bởi vì mình có coi siêu quay, có hai view siêu quay thì nó sẽ có những cái giá trị ngưỡng khác nhau nữa đó. Đó, và đây là một cái người ta cut off này, là nó từ 62 cho đến 69 kilopascal. Và cho đến bây giờ thì trong khi chờ đợi sự đồng thuận thì tôi tìm những cái giá trị mà nó hầu hết mọi người đều chấp nhận à, để tôi làm, bởi vì tôi là người lâm sàng chứ không phải nghiên cứu. Cho nên bây giờ đối với tôi đang ngồi sống ý gian thì trung quan 1-2 lành tính, 4-5 ác tính. Về cái trong cái đàn hồi định tính này nè, nó có cái bán định lượng mình dùng trend ratio dưới 2 là trend ratio trên 4 ác tính đó, đó là một cái kiểu siêu âm. Còn nếu mình có máy định lượng tức là mình làm cái sóng yến vàng à, cái siêu quay đó thì mình lấy giá trị ngưỡng là 65, trên 65 thì đâu bán càng là ác tính, ở dưới thì khả năng là dưới. Nhưng nhắc lại tất cả đều tương đối, không có nào tương đối. Và nhắc lại lần nữa, màu không có ý nghĩa trong nốt tuyến giáp nữa, và đàn hồi là kỹ thuật cộng thêm chứ nó không phải là quyết định nha. À, đây là một nốt tuyến giáp, nó là rotarat 4 nha. Mình làm cái đàn hồi định lượng nó rất là tinh tẩm như thế này nha. À, tức là nó ngược lại lúc nãy á, là ngược lại với cái đàn hồi định tính nha. À, nó tinh tẩm nên định tính nó là tính, còn thằng này á là á tinh là màu đỏ này, nó màu tinh tẩm như này tức là nó mềm đây nè, nó lên không nè, thế 180 thì cái này nó là mềm thì mổ ra nó là 63 kilopascal, mổ ra nó là tính, đúng không? Đây là một cái nốt nó có vi vừa hóa bên trong, nó là ra tại đó năm đó, nó có màu đỏ xuất hiện này. Bây giờ nó là 258, nó là một cái tổn thương ác tính. Đây là một cái tổn thương khác, à, cái giá trị min của nó nên nó có vùng xuất hiện màu đỏ này, thì đó là một cái papillary carcinoma. Bây giờ mình sẽ có một số trường hợp như nào trong cái đấy. Thì bây giờ mình sẽ phân loại, thì bây giờ tôi sẽ chấm theo hai cái luôn, ACA tức là theo AI ACA Direct 2019 và Euro Direct 2015, mình sẽ chấm đồng thời luôn, và mình có hình ảnh và có giải phẫu bệnh luôn. Thì đây là một cái nốt, anh chị thấy rằng là hồi đúng hồi em về lâm tấm nó có hồi âm kém, nó hai đó mình chấm điểm đây, rộng hơn cao bây giờ và không đều, như vậy mình cộng lại nó là theo ACA nó là 10, theo cái Eurotarat R5 thì người ta đề nghị FNA đều đề nghị trên 1.1 cm hết, nhưng mà cái nốt này là cái nốt mà cô bé kỹ thuật viên tôi nói đó, cái này nó kỳ chừng 4-5-5-6 mm gì đó thì tôi bật FNA theo. Và FNA nên nhớ nha, mình có cái đầu dò, khi những cái FNA này tôi phải kiểm tra trên hai bình Việt ngang và dọc, và bởi vì nhiều khi mình đâm vô mình thấy trên cái lát cắt ngang đó như này đó là nó nằm trong tổn thương, nhưng mà khi xoay dọc vuông góc đầu dò là nó nằm phía trên và dưới tổn thương, hiểu ý không? Đó thì đây là một cái FNA, thì kết luận ra nó là một cái papillary carcinoma, kích thước nó là 3-4 mm. Rồi đây là một cái anh chàng bác sĩ phẫu thuật ở trong bệnh viện để xuống nói là anh kiểm tra dùm mấy cái cổ, rõ ràng cái vùng tuyến giáp trái này nó không bình thường, đúng không? Đó, nó có cái đường bờ này không rõ, nó có hồi âm đúng, vi vừa hóa bên trong. Mình cộng điểm hết các tổn thương này lại thì mình cho nó 11 điểm và AR5. Đó, và cái này tổn thương nó chưa dưới 1 cm, nhưng mà mình vẫn làm FNA, đúng không? Làm FNA ra đó là một cái papillary carcinoma.
Dạ. Đây là một cái hình ảnh nhìn là thấy nó không có được thiên mạch rồi. Bây giờ khi mình thấy đây là lá cắt ngang và lá cắt dọc. Đó, mình thấy cái hồi âm này là hồi âm kém. À, cái này cao hơn rồi. Thì theo cái mới bây giờ là mình không cho ba điểm, mình cho một điểm thôi. Cái bờ không đều và bên trong nó có những cái đốm hồi âm dày lắm lắm, đúng không? Nó là đốm đặc. Như vậy là cộng hết điểm lại thì mình được nó là 11 điểm và nó là R5 theo Eurotherap, đúng không? Thì như vậy thì mình cũng làm em bên đây thì nó là một cái papillary carcinoma. Dạ. Một cái tuyến giáp mà nó giáp bên phải hay bên trái, bên phải bên trái nó đồng thời có hai tổn thương luôn. Đây là tổn thương lành tính là một cái nang ở phía dưới. Ở phía trên đó là một cái nốt hồi âm rất là kém. Tức là mình sẽ so cái độ hồi âm của nó với cái cơ vùng cổ nó đen hơn, tức là đây là nốt rồi kém. Cái bờ này nó không có đẹp. Cái cao hơn rộng thì mình tính trên cái lát cắt ngang, trên lát cắt ngang cao hơn rộng thì mình cho nó được một điểm. Xâm lấn vào bao, xâm lấn vào bao là mình được đến 3 điểm thôi. Tức là cái viền hồi âm dày, cái đường hồi âm dày đến đây nó bị đứt rồi thì mình biết nó là xâm lấn vào bao. Bây giờ đó, rồi cái vôi hóa thô có mà có bóng lưng á, tức là bây giờ trước là một điểm, bây giờ là chỉ có 0 điểm, đúng không? Thế vậy là tính theo ASEAN nó 13 điểm, không? Tương theo Eurotherap thì đơn giản hơn, mình cho nó là R5 rồi. Đó, đó, mình làm thì cái này làm cho vui thôi, chủ yếu là mình dựng vào trắng đen, không? Thì mình cho nó, thì cái này nó là một cái papillary carcinoma. Dạ. Trên khi mà đánh giá một tổn thương về hình dáng đường bờ của nó, mình nên lưu ý là luôn luôn phải coi kỹ ở trên hai lá cắt. Trên lá cắt ngang này có vẻ là hiền lành, nhưng trên lá cắt dọc này rõ ràng cái bờ tổn thương này nó không có đều. Cái hồi âm này là hồi âm kém. Đó, mình so với cơ vùng cổ mình đánh giá là hồi âm kém, nó là nó đặc. Cái bờ nó không đều, cái này nó rộng hơn cao, nó không đều và nó có những cái đốm hồi âm dày tấm tấm bên trong. Rồi, như vậy mình cộng lại nó là 10 điểm hoặc là R5. À, mình làm thì rõ ràng là nhắc lại là mình làm cho nó vui thôi, chứ còn mình không dùng đốm đen màu ở trong cái nốt tuyến giáp nữa. Không, mình làm cái này cũng cho vui là bởi vì mình thấy nó mệt, nhưng mà mình nói nó mệt chẳng lẽ là mình không làm. Không, vấn đề chính vẫn là cái dấu hiệu ở trên trắng đen này. Như vậy là mình vẫn có cái này, tôi làm trên riết cái này, làm trên riết cái bán tự động anh chị ha, mình dùng cái co 18 bán tự động để trên riết không. Thì mình làm cái sinh thiết thì kết quả nó tốt hơn kém ở đây rất là nhiều. Thì nhưng mà nó lại trả lời như thế này là mình phải thử ra một cái test nữa, tức là mình không có làm thêm mẫu đâu, mình yêu cầu nó cắm lên điểm nó làm thôi. Thì kết quả nó là một xong và sau đó là bệnh nhân được mổ luôn, thì nó là một cái papillary carcinoma. Dạ, cái này chắc chắn là lành tính là bởi vì nó là nốt thoái hóa nang dạng một biệt. Và mặc dù cái sao ảnh đưa trong chỗ này lớn hay nhỏ gì không cần biết, đúng không? Nhưng mà chắc chắn nếu mà thoái hóa nang và bụi biển như thế này là không điểm, đúng không? Và chắc chắn nó là lành tính. Rồi cái này nhưng mà nhiều khi lâm sàng người ta đề nghị mình ép ở đây thì mình vẫn cứ làm, đúng không? Để trả lời ra mình có nốt lành tính. Dạ, đây là một cái nốt thoạt nhìn có vẻ giống như là một cái thoái hóa nang, nhưng mình phân tích kỹ thì mình thấy đây là một cái nốt hầu như là đặc và cái bề rộng hơn cao nó là không điểm. Nhìn kỹ nó có những cái đốm hồi âm dày lấm tấm ở bên trong đó, hồi âm kém và cái bờ này nó không có đẹp đó. Nếu chấm theo y nha là mình được đến 10 điểm rồi, R thì mình cho R5 đó. Và mình làm nàng hồi thì cái này nó là suku 33 thôi mà nó giàu tới máu, nhưng mà tôi nhắc lại cái này là cái nào ca nào mình cũng làm hết việc kiểm chứng thôi, đúng không? Còn chính là mình vẫn dựa vào cái nắng đen, cái này nó là một cái papillary carcinoma. Đó, còn đây là một cái hẳn nhìn là biết là nó không bình thường rồi, là bởi vì cái gì thấy đây là lát cắt ngang, mình để ý đây là cái giáp trái, tổn thương là giáp trái và đây là cái hạch cổ, đây là động mạch cảnh chung, đây là động mạch cổ trong. Đó, và đây lát cắt dọc nó tổn thương rất lớn, đúng không? Đó, và nó có tưới máu. Như vậy thì mình tính điểm đây, nó hồi âm rất là kém, nốt đặc, cao hơn rộng, bờ không đều, không có đống hồi âm về lắm đó.
đó. Và như vậy thì mình đánh giá đây là hạch, rõ ràng là cái tổn thương chính ở tuyến giáp trái và cái tổn thương hạch nó giống nhau, không? Cái hạch này nó giống như cái tổn thương đầu tiên nguyên phát của nó, là những một cái chuỗi hạch và đó, nó có hình dạng tương tự như vậy. Thì cái này thì tôi làm sinh thiết cả hai luôn, làm co biopsy của cái tuyến giáp và co biopsy của hạch luôn, thì đều trả lời là medullary carcinoma và cái hạch này là di căn của cái medullary carcinoma. Bây giờ mình nhìn coi lại cái medullary, rõ ràng là một cái tổn thương này nó rất là có những cái tầm lớn và nó di căn hạch cổ rất là sớm. Rồi bây giờ mình nhìn cái nốt này nó có hiền không các anh chị? Rõ ràng là cái bờ tổn thương này nó không đều, nó có vừa hóa bên trong, nó có nang hóa một phần này, đúng không? Đó, mình cộng hết điểm lại thì mình được nó là 11 điểm, đó là R5. Mình làm lại hồi nó không trả lời được, cái này là nửa cứng nửa mềm, tức là nó trung gian đó. Rồi mình làm FNA thì FNA trả lời nó là một cái papillary carcinoma. Yeah. Cái này thì nhìn vô là có vẻ là lành tính, là bởi vì mình có một cái viền hồi âm kén bao quanh một cái nốt này gọi là đồng hồi âm, nó là không điểm, nốt đặt đó, là tóm lại là nó chỉ có 3 điểm thôi. Mình làm ngàn hồi nó mềm rồi, như vậy thì mình cho nó 3 điểm, nhưng lâm sàng yêu cầu ép bên đây thì nó trả lời là một cái nốt lành tính. Còn cái nốt này tôi thấy nó còn thiền lành hơn cái nốt phía trước nữa, đúng không? Bởi vì cái nốt này nó khá là tròn việc giới hạn rất rõ, nó đã đồng hồi âm và làm lúc này cho vui thôi, chứ bởi vì mình không dùng cái dầu tiêu hóa này để đánh giá nữa. Thế thì cho là 3 điểm, nhưng bệnh nhân được cho làm xét nghiệm ở bên khoa phóng xạ đó thì người ta trả lời là một cái nốt lặn, và cái nốt lặn thì có nguy cơ là ung thư, nên người ta yêu cầu là FNA. FNA ra thì nó trả lời là nghi ngờ một cái papillary carcinoma. Như vậy thì các anh chị hết sức cẩn thận nha, siêu âm nó không quyết định được hết đâu. Còn cái hình ảnh này thì rõ ràng là mình nghĩ đến cái nốt ác tính, là bởi vì thứ nhất cái nốt này cái chiều cao lớn hơn chiều ngang, ở trong nó có vừa có vôi hóa thô vừa có vi vôi hóa, đúng không? Rồi cái hồi âm này là so với cơ bụng cổ được xếp vào rất là kém, tuy rằng là cái bờ này nó nhặt thì có sao mình đánh giá vậy, đúng không? Mình cộng lại nó 10 điểm, mình ép bên đây ra nó là một cái papillary carcinoma. Và một cái tuyến giáp mình gặp thêm một tổn thương rất là nhiều, đúng không? Lúc bây giờ mình lại gặp một cái tổn thương vừa có thoái hóa nang và một điểm, và cạnh nó là một cái nốt hồi âm rất kém, đúng không? Và cái bờ này nó không có đẹp, đúng không? Thì với bao nhiêu đó nữa là mình phải nghĩ đến mình chấm điểm nó được 12 điểm, đúng không? Mình làm thì nó mềm chứ nó không có, nhưng không dựa vào cái đó để mà không làm, không có làm thì giảm một bên. Chẩn đoán là không có loại trừ một cái follicular carcinoma và cái FNA, và người ta quyết định mổ luôn, đó là một cái papillary carcinoma. Rồi thì tiếp đến một cái tổn thương, khi mình nhìn thì lưu ý rằng là nó đã xâm lấn bỏ mang, nó vừa có vôi hóa thô vừa có vi vôi hóa, vôi âm nó rất là kém đó. Tuy nhiên làm cái đàn hồi nó lại mệt à, thì mình có làm gì không? Cạnh đó thì mình thấy cái hạch cổ nó nhỏ nhưng nó có vi vôi hóa bên trong, nó mất cái rốn hạch và nó rất là giàu cái máu ở cái hạch cổ này, thì mình nói đó là hạch di căn. Và như vậy thì mình phải nghĩ nhiều đến là một cái tổn thương ác tính, thì kết luận FNA ra nó là một cái papillary carcinoma. Mình có một cái nốt nữa, cái gì thấy rằng là nó là cao hơn rập, nó có vi vôi hóa bên trong, thấy chưa? Và đồng thời với cái nốt ở bên giáp này thì cái hạch di căn này nó còn to hơn cái tổn thương nguyên phát, thấy chưa? Hạch di căn và hình ảnh rất là giống nhau đó, nó cũng nằm bên trái như thế này đó. Cái gì thấy rằng là cái hạch di căn là lớn hơn cái tổn thương nguyên phát đó. Rồi thì cái này thì là một cái tôi lại làm FNA ở cái tổn thương ở tuyến giáp, còn cái hạch tôi lại làm biopsy
đó thì cả hai cái đều ra là papillary carcinoma ấy. Dạ, dạ tôi xin kết luận cái bài ở đây. Như vậy thì cái nốt tuyến giáp cần phải được phân loại tại rác. Và cái phân loại tại rác thì dựa vào ID thì bây giờ mình sẽ chọn AI, Asia tại rác hoặc là European tại rác. Và cái Asia thì người ta dựa vào năm đặc tính, thành phần, độ hồi âm, hình dáng, đường bờ, những đốm hồi âm dày. Và trong cái bài hôm nay tôi đã phân tích rất là kỹ cái đốm hồi âm dày. Các anh chị phải biết cách phân biệt giữa tàu ảnh nuôi sơn tuổi lớn và nhỏ và ý nghĩa của nó. Và vấn đề là nó chi đi có nhớ. Thì bây giờ nếu mà Asia mà 207 thì tôi có một cái đường link, và bây giờ đến AI này tôi cũng có một cái đường link để mình chấm điểm không? Thì vô đó thì nó sẽ chấm điểm cho mình. Và trong Asia này thì người ta loại bỏ vai trò của siêu âm đốt đơn đối với nốt, nhưng mà vẫn dùng đốt đen cho hạch. Nó thiếu vai trò của hạch cổ di căn. Trong cái Asia này nó không đề cập đến hạch cổ di căn. Và nó thiếu vai trò của siêu âm đàn hồi. Còn cái Eurotherat thì nó đánh giá bốn đặc tính: độ hồi âm, hình dáng, đường bờ và vi mô hóa. Đơn giản nó dễ nhớ. Và loại bỏ vai trò của siêu âm đốt đen đối với nốt. Thiếu đánh giá xâm lấn ra ngoài giáp. Thiếu vai trò của hạch cổ di căn, thiếu vai trò của siêu âm đàn hồi. Thì mà riêng về siêu âm đàn hồi thì nó sẽ giúp cho mình, thì trong theo cái guideline của hội phẫu thuật thế giới thì ta nói rằng là cả biến dạng mô và đàn hồi sống biến dạng đều có giá trị trong việc tăng hoặc là giảm độ tai rác cũng thường, giống như tuyên bố cũng vậy, nó đều có giá trị. Thì là những cái nốt nào mà theo cái nghiệp của cá nhân tôi, những cái nốt nào ở dưới, mặc dù theo cả hai cái bạn này thì nốt nào nghi ngờ rất là nhiều thì trên 100 cm người ta với FNA, nhưng mà kinh nghiệm của tôi là 400 cm là FNA được hết, mình có thể chẩn đoán rất là tốt và sớm được nhanh. Và rất là cảm ơn cái quý của các em.